chưa khi nào thị trường cổ phiếu ngân hàng lại nhộn nhịp như hiện nay. Mặt bằng giá cổ phiếu ngân hàng đã tăng lên đáng kể. Nhờ thị trường thuận lợi, các ngân hàng tranh thủ mạnh tay huy động vốn dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu và cả phát hành thêm. Tuy nhiên, bài toán tăng vốn bằng việc đẩy lượng lớn cổ phiếu cũng đặt áp lực lên cổ đông trong ngắn hạn và lên cả các ngân hàng. Kính chào quý vị! Từ năm ngoái đến năm nay, các ngân hàng đã đẩy mạnh tăng vốn điều lệ dưới các hình thức chia cổ tức, cổ phiếu thưởng hay phát hành thêm cổ phiếu. Điểm chung của câu chuyện này là đẩy số lượng cổ phiếu ngân hàng gia tăng lên mức kỷ lục chưa từng có. Mặc dù thời điểm này, thị trường chứng khoán có những thuận lợi, nhưng việc tăng vốn không phải là không có áp lực, đặc biệt là trong câu chuyện cân bằng giữa lợi ích của cổ đông, các nhà đầu tư và ngân hàng. Hãy cùng chúng tôi phân tích vấn đề này trong bản tin Sài Gòn Times News tuần này. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra bất ngờ về mức chi cổ tức của nhiều ngân hàng trong năm nay, thậm chí lên đến 20-40%. Chẳng hạn như MSB dự kiến chia cổ tức năm 2020 lên tới tỷ lệ 30%, trong khi con số kế hoạch năm ngoái là 10%. Năm trước đó, 2019, ngân hàng này không chia cổ tức. Ngân hàng ACB cũng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Cổ đông SHB dự kiến sẽ nhận được cổ tức 20,5%, gồm 10,5% cho năm 2020 và 10% cho năm 2019. Hay ngân hàng quốc tế VIB sẽ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%. Khối ngân hàng có vốn nhà nước năm nay cũng đã được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, BIDV thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%. Các kỳ chi trả trước đó, ngân hàng này đều chi tiền mặt. Mục đích chung cho việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chính là để tăng vốn điều lệ của ngân hàng. Có thể thấy, chưa khi nào thị trường tài chính lại nhộn nhịp với câu chuyện tăng vốn của ngân hàng như hiện nay. Kế hoạch thì năm nào cũng đặt ra, nhưng thời gian gần đây, rõ ràng các ngân hàng đã hạ quyết tâm nhiều hơn. Một yếu tố khác tạo động lực cho các ngân hàng hành động chính là thị trường chứng khoán thuận lợi. Thống kê cho thấy, trong năm 2020, có 13 trên 28 ngân hàng đã tăng vốn điều lệ. Động thái này vẫn tiếp diễn trong năm nay. Đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn không chỉ ở những ngân hàng thương mại tốt đầu hay tốt giữa, mà cũng được nhiều ngân hàng quy mô nhỏ thực hiện. Chẳng hạn như ngân hàng Bản Việt, nhiều năm qua duy trì sát mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng, nay có kế hoạch tăng vốn lên 4.077 tỷ đồng qua hai đợt phát hành thêm. Tương tự, ngân hàng Quốc dân NCB đưa ra kế hoạch tăng vốn từ việc chào bán 150 triệu cổ phần, tương đương 36,87% vốn điều lệ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB chủ trương tăng vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2030. Trong đó, riêng năm 2020-2021, SCB sẽ tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 500 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Thì để chuẩn bị cho cái việc mà mở rộng tín dụng, mở rộng tài sản, thì nhu cầu tăng vốn là cái nhu cầu cần thiết, vừa là đáp ứng cái tiêu chuẩn an toàn vốn cao hơn và vừa là chuẩn bị cho những cái vốn để cho mà nắm bắt những cơ hội tốt hơn cho những chu kỳ năm tăng tiếp theo. Thì mình nghĩ rằng là cái nhu cầu vốn nó nằm ở cái ngân hàng lớn, ở ngân hàng quy mô, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước. Mấy năm vừa rồi họ không có tăng được vốn mới thì cái tăng trưởng tín dụng của nó bị ảnh hưởng và nó chậm lại, thị phần cũng bị thu hẹp hơn so với những cái nhóm ngân hàng tư nhân top đầu. Thì cái kế hoạch tăng vốn đang được khởi động lại, cụ thể là của BIDV hoặc Vietcombank, mình nghĩ là sẽ đẩy mạnh từ nửa cuối của năm. Lãnh đạo ngân hàng chia sẻ, tăng vốn là điều kiện cần thiết để các nhà băng nâng cao năng lực tài chính và sức cạnh tranh trên thị trường. Theo quan sát, các hoạt động gọi vốn gần đây đều được nhiều ngân hàng đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động số hóa ngân hàng, tham gia nhiều hơn vào mảng ngân hàng bán lẻ. Vốn điều lệ tăng lên không chỉ giúp các nhà băng cải thiện các chỉ số an toàn hoạt động, mà còn giúp tăng khả năng cấp tín dụng. Ở một góc độ khác, tăng vốn cũng chịu một phần áp lực từ diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Nhiều ngân hàng dù có đủ vốn nhưng cũng phải dự phòng cho các tình huống xấu nhất, chẳng hạn như trường hợp của ngân hàng VIB. Sau khi chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%, ngân hàng này còn muốn phát hành thêm gần 46,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn. Việt Nam đã handle được, thì do vậy chúng tôi cũng rất tự tin rằng là
nếu như chúng ta phát hành cái 3% đó thì chúng ta gọi là làm cho chỉ số an toàn của chúng ta thì vốn nó lớn hơn 10 hiện nay sẽ đến 11,2. Trong trường hợp phát triển bình thường thì lợi nhuận của chúng ta đủ bù đắp cho cái vấn đề của chúng ta tăng trưởng thì cũng khoảng 1% và không cần phải tăng vốn. Vì thế do vậy cái áp lực tăng vốn của chúng ta là không có và không cao. Thế do vậy nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng xin đại hội cổ đông cái vấn đề tăng vốn 3% để phục vụ cho cái mục đích. Trong năm 2020, chỉ số chứng khoán ngành ngân hàng tăng 27,6% so với đầu năm và tăng 73,9% so với mức đáy vào tháng 3, tăng cao hơn so với VN Index lần lượt là 13% và 6%. Cổ phiếu ngân hàng cũng góp phần đáng kể dẫn dắt VN Index đi lên từ đầu năm 2021 đến nay. Mặt bằng giá cổ phiếu ngân hàng hiện nay đã tăng khá cao, có ngân hàng giá cổ phiếu tăng gấp 3 đến 4 lần trong đợt tăng vốn của mình. Chia cổ tức cổ phiếu thì sẽ là một cái yếu tố tạo cái sự hứng khởi cho nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn trước khi chia, thì đó là cái yếu tố mà giúp giá cổ phiếu đã tăng trong giai đoạn vừa rồi. Thì tất nhiên là khi mà chia xong thì có một số lượng cổ phiếu được dồn về thì sẽ tạo cái áp lực về nguồn cung trong ngắn hạn, thì một số nhà đầu tư mà đầu tư ngắn hạn sẽ có áp lực muốn chốt lời. Tuy nhiên đối với những nhà đầu tư dài hạn vào ngành ngân hàng Việt Nam và cái chu kỳ tăng trưởng trong năm tới đang là chu kỳ tăng trưởng rất là tốt, khả năng sinh lời của ngân hàng Việt Nam thuộc nhóm là tốt nhất trong khu vực, và đặc biệt là với cái việc mà chỉ số ngân hàng là chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số thì việc mà phải nắm giữ cổ phiếu ngân hàng trong danh mục trở thành một cái nhu cầu đối với các nhà đầu tư tổ chức và những nhà đầu tư lớn. Thì mình nghĩ rằng về dài hạn thì cái việc thì cổ phiếu ngân hàng sẽ vẫn có cái cơ hội tăng trưởng. Phần tiếp theo của bản tin Sài Gòn Times News hôm nay sẽ là những thông tin kinh tế đáng chú ý được đăng trên tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online trong tuần này. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong quý 1 năm 2021 có 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính ra, trung bình mỗi tháng qua có 13.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này cho thấy tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế vẫn còn dai dẳng, phản ánh qua việc số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực du lịch. Hạ tầng logistics chưa theo kịp nhu cầu. Theo đánh giá, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hiện nay khoảng 30% mỗi năm. Lượng truy cập mua sắm trên các sàn tăng trưởng ấn tượng với khoảng 3,5 triệu lượt khách trên ngày. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ giao nhận trong chuỗi logistics cho thương mại điện tử vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Ông Trần Ngọc Thái Sơn, Tổng Giám đốc sàn thương mại điện tử Tiki, gọi đây là nút thắt cổ chai của thương mại điện tử Việt Nam. Theo ông, thứ duy nhất lẽ ra nên tăng trưởng cùng thương mại điện tử là logistics thì lại chậm chạp. Logistics cho thương mại điện tử chưa được quan tâm đúng mức. Giải bài toán này, các doanh nghiệp nhận định là một câu chuyện dài. Bên cạnh đầu tư cho kho bãi, hạ tầng, phương tiện thì cần một chính sách đồng bộ chứ không phải doanh nghiệp tự thân. Bên cạnh đó, tận dụng tối đa xu hướng chuyển đổi số trong thương mại điện tử để giải bài toán logistics. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thị trường logistics dành cho thương mại điện tử Việt Nam hiện có quy mô lên đến 560 triệu đô la. Ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Viettel Post cho biết, tại Việt Nam, hiện doanh nghiệp logistics nước ngoài đang kiểm soát đến 80% dòng chảy hàng hóa. Nếu chúng ta không thay đổi, vươn mình, làm chủ về công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, một ngày nào đó, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ biến mất trên chính đất nước của mình. Giá đất 5 huyện phía Tây thành phố Hồ Chí Minh tăng 20%. Công ty DKRA Việt Nam vừa công bố báo cáo cho thấy giá đất 5 huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh đã tăng mạnh sau khi có thông tin các huyện này lên quận. Theo đó, tại các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn, tính đến tháng 3 năm 2021, giá đất tăng phổ biến từ 3 đến 20% so với hồi cuối năm ngoái. Hiện đạt giá đỉnh 45 đến 92 triệu đồng một mét vuông tùy theo khu vực. Huyện Cần Giờ là điểm nóng tăng giá đất vượt trội khi đất thổ cư một số trục đường lớn tăng từ 10 đến 20% so với đầu năm 2020. Tăng nhanh thứ hai là huyện Nhà Bè,
giá đất được chào bán từ 16 đến 55 triệu đồng một mét vuông, tăng 3 đến 5% so với cuối năm 2020. Các huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Củ Chi cũng có mức tăng trong khoảng từ 2 đến 5%. Theo ghi nhận, ngay sau khi có công bố kế hoạch chuyển huyện lên quận, giới đầu cơ đã đổ về các khu vực này tìm cơ hội kinh doanh đất.